Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để xem những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 năm 2021, ngày thứ Bảy. Dạ thưa quý vị, đầu năm mới thì mọi người dân nước Mỹ có lẽ cũng đã nhận được cái tin vui là 600 đồng cho mỗi người lớn cũng như là mỗi trẻ em dưới 17 tuổi sẽ được nhận và sẽ chuyển thẳng vào cái account của mình khai thuế. Còn nếu như các cô chú anh chị mà không có cái account mà mình đóng thuế hoặc là mình lấy tiền thuế về đó thì sẽ gửi check đến cho chúng ta thì có lẽ là sẽ tới muộn hơn một tí. Chúc mừng cho người dân nước Mỹ đã được một cái số tiền cứu trợ là 600 đồng. Mặc dù là ước nguyện là được nhiều hơn, nhưng mà thôi, nhà nước cho mình bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, để nhà nước giảm bớt được cái nợ mà sau này chúng ta cũng sẽ phải trả thưa quý vị. Thì sáng ngày hôm nay thì Lộc cũng đã nhận được một số người quen đã báo là trong account của họ đã có tiền 600 đồng cho mỗi người rồi. Và mỗi thành viên của mấy đứa con trong gia đình cũng được 600 đồng. Xin chúc mừng quý vị nghe. Ai mà có thì cứ vào đây comment cho Lộc biết để mà mình chia vui với nhau. Tuy là số tiền không có nhiều nhưng mà nó là một cái chút xíu nào đó. Người ta nói là một miếng khi đói bằng một gói khi đo. Thì cái này nó cũng giống như vậy thôi. Thì rất là ấm lòng trong ngày đầu năm quý vị ha. Sẽ là một cái sự hỗ trợ cho chúng ta trong cái lúc khó khăn hả quý vị. Kính thưa quý vị, tin ở San Francisco, ngay trong sáng sớm đầu năm, nhà riêng của bà Nancy Pelosi đã bị một ai đó phun chữ sơn đen lên cửa gara, đổ sơn đỏ và đặt đầu heo trước cửa. Thưa quý vị, theo trang TMZ, những kẻ phá hoại đã phun sơn đen các dòng chữ lớn 2.000 đô, cancel rent, we want everything lên mặt cửa cuốn nhà xe màu trắng, có vẻ như muốn bày tỏ thông điệp phản đối việc bà Chủ tịch Hạ viện hối thúc thông qua dự luật tăng mức trợ cấp từ 600 lên 2.000 đô cho người dân Mỹ. Khi chữ 2K bị gạch ngang, 2K là 2.000 đó quý vị. Trong dòng chữ đó còn có chữ A được khoanh tròn, một biểu tượng được biết đến rộng rãi để ám chỉ những người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Không chỉ những dòng chữ phun sơn đen, ngay giữa lối vào garage còn có một chiếc đầu heo đặt giữa vũng sơn đỏ như máu. Cảnh sát San Francisco đã tới nhà bà Pelosi vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 sau khi nhận được điện báo. Chưa rõ họ có bắt được nghi phạm nào không. Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi công khai chỉ trích Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã ngăn cản khiến dự luật này không thể thông qua. Tuy nhiên, với hành động bôi bẩn nhà riêng của bà Pelosi, rõ ràng đối tượng ra tay đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc không thông qua dự luật tăng tiền cứu trợ. Wow, ít có mà người Mỹ mà người ta chặt đầu, để đầu heo trước cửa nhà lắm. Cái kiểu này nghe giống vậy? Của châu Á hơn, giống như châu Á hơn ha. Thì mình thấy kiểu như là hồi đó giờ bà Nancy Pelosi bà lúc nào bà cũng chống đối lại những cái việc mà đưa ra của Tổng thống Trump, nhưng mà đợt này thì chúng ta cũng rất là ngạc nhiên khi mà Tổng thống Trump đưa ra 2.000 thì bà đồng ý, bà chấp nhận liền. Thì có lẽ vì vậy cho nên những cái người mà ủng hộ phía bên bả từ trước giờ đó họ không có đồng ý chuyện đó. Thì cái này là một cái dự đoán Hồng Loan thấy nó có vẻ đúng, thì Hồng Loan đưa ra thử ha quý vị xem là như thế nào. Thì theo ý kiến của trên bài báo này thì họ cũng nói đó là cái việc đó là họ phản đối cái sự mà tăng cái mức tiền lên. Mà mình thấy bên Mỹ mà mình sao mình nghe cái tin này sao giống bên Hồng Kông hay đâu tự nhiên để nguyên cái đầu heo máu ghê quá ha, rồi sơn mà phát hiện ngay nửa đêm nữa, trời hết hồn, cả nhà cũng rất là lo lắng luôn. Nếu mà nhà của bà, nhà riêng mà bà cái chức như vậy chắc chắn là phải có những cái camera để mà quan sát này nọ, thì mình nghĩ là sẽ tìm ra được hung thủ thôi. Nhưng mà cái mùa này trời lạnh họ trùm hết rồi, họ đeo mask vô nhìn đâu có biết ai được. Không thể nào khó nhìn qua camera mà nhận ra được lắm.
Và thưa quý vị, về cái phần mà vaccine mà tiêm cho những người mà bị dị ứng, hôm trước Hồng Loan có nói với quý vị là có một người đã qua đời vì tiêm vaccine và ông có cái triệu chứng là dị ứng với lại cái vaccine ngừa cảm cúm, cũng như là ông dị ứng với lại thức ăn gì đó, thì khi mà chích thì ông đã qua đời, là bởi vì những người chích cho ông không biết là ông có cái tiền sử dị ứng đó. Thì vừa qua thì có một vị khán giả cũng đã chỉ cho Hồng Loan một cái cách, nói là người gia đình đó thì cũng bị dị ứng với thuốc như vậy, nhưng mà khi đến với bác sĩ thì bác sĩ kêu là sau khi chích thì chúng ta uống Tylenol trong vòng 3 ngày thì người thân của cái vị khán giả đó đã không có bị cái phản ứng phụ gì hết mà đưa đến nguy hiểm như là chúng ta lo sợ. Vì vậy nên khi quý vị, nếu như mình có cái tiền sử bị dị ứng thì quý vị nên tham khảo với lại bác sĩ gia đình của mình và hỏi thử xem uống thuốc Tylenol trong vòng 3 ngày như vậy là có đúng hay là không ha quý vị ha. Đây là của khán giả truyền lại cho Hồng Loan. Hồng Loan rất là mừng với cái tin này và mình cũng muốn đưa đến cho quý vị. Nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy, nhưng quý vị phải hỏi bác sĩ gia đình nha quý vị. Chứ mình đừng có tự uống thì nó cũng không tốt cho mình, phải hỏi trước. Dạ. Kính thưa quý vị, thì tin về California thì bang California đã thông báo là có thể đầu tuần này, có nghĩa là hôm nay thứ bảy, chủ nhật, cái đầu thứ hai đó, sẽ đóng cửa một số vùng vịnh ở Bắc California. Dạ, lệnh đóng cửa sẽ tiếp tục nha quý vị. Hồi bữa trước thì lệnh đóng cửa chỉ tiếp tục ở vùng phía nam California và San Joaquin thôi. Và bây giờ họ sẽ thêm những cái vùng biển, vùng vịnh San Francisco, cũng rất là nhiều cái thành phố và quận ở nơi đó thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ biết chi tiết có lẽ là vào sáng sớm ngày thứ hai. Có gì Loan Lộc cũng sẽ thông báo đến với quý vị ha. Kính thưa quý vị, tin về Ấn Độ. Ấn Độ mới đây đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca và trường đại học Oxford phát triển. Ấn Độ chuẩn bị sẽ tiêm chủng cho người dân của nước mình, và Hồng Loan được biết là Ấn Độ họ tuyên bố là sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 free cho tất cả mọi người dân. Cũng xin chúc mừng người dân của bên Ấn Độ. Quý vị cũng biết là thời gian vừa qua Ấn Độ cũng là một nước bị COVID-19 rất là nặng nề luôn, chỉ sau một vài nước như là Mỹ và những nước châu Âu thôi. Nhưng mà sau đó thì Ấn Độ lại vượt lên trên cả những nước châu Âu và chỉ đứng sau Mỹ thôi đó quý vị. Mà cũng hay quá ha. Tại vì Ấn Độ, dân số Ấn Độ rất là đông quý vị. Mà họ chích miễn phí cho người dân như vậy là cũng là một cái số lượng tiền quốc gia rất là nhiều ha. Và cũng được biết là cái thuốc của AstraZeneca này, cái phí của nó nhẹ hơn so với Moderna với lại Pfizer, cho nên chắc có lẽ vì vậy thì Ấn Độ cũng đủ khả năng để mà ngừa COVID cho người dân của nước mình. Và được biết là hy vọng là sẽ có 300 triệu người trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ được tiêm vaccine. Kính thưa quý vị, thì mấy ngày gần đây thì mình có nghe cái tin là 500 liều vaccine mà bị bỏ ra ngoài và bị giống như bị hư đó. Thì họ đã phát hiện được là cái tin đó là do một cái người đã cố tình làm như vậy. Một dược sĩ Mỹ đã bị bắt với cáo buộc cố tình làm hỏng hơn 500 liều vaccine phòng COVID-19. Số vaccine hỏng đã tiêm được nhà sản xuất đảm bảo sẽ không gây hại cho người dùng. Sự việc xảy ra trong tuần trước và viên dược sĩ thừa nhận đã cố tình làm vậy, dù ý thức được rằng số vaccine sẽ trở nên vô dụng. Những người được tiêm sẽ nghĩ rằng họ được bảo vệ trước virus SARS-CoV-2, trong khi thực tế thì không. Giới chức bệnh viện cho hay họ đã sử dụng một số liều vaccine trước khi nhận ra rằng chúng đã bị hỏng. Viên dược sĩ, một người đàn ông mà cảnh sát không nêu tên, đã bị bắt vì các tội danh liều lĩnh gây nguy hiểm với sự an toàn, pha chế một loại thuốc theo đơn và gây thiệt hại về tài sản ở mức hình sự. Ông ta hiện đang bị giam trong nhà tù hạt Azoki. Hiện chưa rõ động cơ của người đàn ông nói trên là gì. Sở cảnh sát Grafton đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm FDA điều tra vụ việc. Thì những cáo buộc của ông này được đưa ra là những cáo buộc nặng, tội hình sự chứ không phải là tội bình thường quý vị.
Thưa quý vị, hệ thống bệnh viện Advocate Aurora Health ở Wisconsin đã công bố các báo cáo về những gì xảy ra kể từ khi việc được phát hiện lần đầu tiên hôm 26 tháng 12. Đầu tiên, bệnh viện cho biết các liều vaccine này đã vô tình bị lấy ra khỏi tủ. Tiếp đó, họ thông báo viên dược sĩ thừa nhận đã cố ý bỏ vaccine ra ngoài. Ngày 31 tháng 12, trong cuộc gọi video với các phóng viên, ông Jeff Barr, chủ tịch tập đoàn Aurora Healthcare Medical, nói rằng viên dược sĩ thừa nhận đã bỏ số vaccine ra khỏi tủ lạnh trong hai đêm liên tiếp, đúng vào đêm Giáng sinh và đêm tiếp theo. Bệnh viện đã sử dụng 57 liều vaccine không được bảo quản tiêu chuẩn này trước khi biết chúng đã bị bỏ ở nhiệt độ phòng. Tiến sĩ Barr cho biết không có bằng chứng nào cho thấy người dược sĩ đã tác động vào vaccine theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc lấy nó ra khỏi tủ lạnh. Ông Barr nói rằng bệnh viện đã tham khảo ý kiến của Moderna, công ty dược sản xuất vaccine, và được đảm bảo rằng vaccine hư hỏng sẽ không gây hại cho những người nhận chúng. Nhưng do các phân tử mRNA trong vaccine nhanh chóng bị phân hủy ở nhiệt độ phòng, những liều vaccine đó sẽ không có hiệu quả hoặc kém hiệu quả hơn. Có nghĩa là mình chích vào thì không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó không có hiệu quả thôi. Vậy là những cái người đó là phải được chích những lại. Những người rồi. Đó cũng xui, nhưng mà bây giờ muốn chích lại cũng một vấn đề là họ phải kiểm tra lại xem là có những cái thuốc ở trong đó không. Chứ này mà chích thêm một lần nữa, lần quá thì nó lại bị overdose làm sao? Cũng rất là nguy hiểm. Cho nên Hồng Loan nghĩ là họ sẽ phải kiểm tra sức khỏe của 40 mấy người mà bị xui trong cái trường hợp này. Và cái người dược sĩ này thật là quá đáng trách luôn. Có những người, người ta chắc người ta bị stress quá, nên nhiều khi họ làm những gì mà họ cũng không có nhận thức được. Những người này là như là bác sĩ, giống như là người giúp đỡ cho người bệnh, là những người có lòng tốt lắm, lòng cao cả, họ mới học cái nghề này. Dược sĩ, như thường mà Lan thấy dược sĩ là họ phải rất là quý những cái thuốc. Đúng chứ rồi. Không thể nào mà phá hoại những cái thuốc như vậy ha. Ông này không có xứng đáng là một người dược sĩ. Mình cũng mong là sẽ không có trường hợp thứ hai xảy ra như vậy. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên mạng xã hội cũng như là một số trang Facebook của mấy người bạn thì trong đó có một của Hàng Thế Tú là một người em. Thế Tú đã đến qua bên cái tiểu bang của Lê Vân Quang Long để mà coi như là giúp đỡ gia đình để mà chu toàn được cái lễ tang lễ. Thì ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên mà cho mọi người đến viếng. Thì mình theo mình nhìn thấy cái hình ảnh của buổi tang lễ, mình thấy rất là ấm lòng, tại vì rất là chu toàn lắm. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi người có thể đến viếng Vân Quang Long từ 11 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Và ngày mai là ngày Chủ nhật 3 tây tháng 1 thì sẽ viếng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Vào ngày thứ hai 4 tháng 1 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó lễ hỏa táng lúc 12 giờ 45 trưa, thưa quý vị. Và được biết là Vân Quang Long sẽ được hoàng tại nhà hoàng Curtis Funeral Home, 2906 Gravois Street, St. Louis, Missouri, thưa quý vị. Nếu quý vị nào có lòng muốn đến viếng Vân Quang Long, quý vị ở gần thành phố St. Louis ở Missouri thì chúng ta có thể đến, hoặc là chúng ta có thể gọi để mà mình hỏi về cái thông tin. Số điện thoại là 315-772-3000. Một lần nữa Lộc với Loan cũng xin chia buồn với lại gia đình, bạn bè cũng như những người hâm mộ Vân Quang Long. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là trong cái lúc mà tan gia đang rất là đau lòng, nhất là những người nổi tiếng, thì những cái bọn xấu nó hay lừa thừa cái cơ hội để mà nó có thể nó chiếm đoạt được tiền bạc, nó lừa, nó gạt được gì thì nó làm. Thì vừa qua, bởi vì nóng lòng muốn đưa hài cốt của chồng về Việt Nam, thì vợ của ca sĩ Vân Quang Long đã bị lừa một cái số tiền. Thì họ đã giả dạng Hàng Thái Tú để mà nhắn tin cho vợ của Vân Quang Long và nói là cần chuyển liền cái số tiền qua để mà giúp hoàn tất cái thủ tục để đưa cái tro cốt của Vân Quang Long về với bên Việt Nam với gia đình. Thì đã kêu
cô vợ là Linh Lan chuyển cái số tiền khoảng 100 triệu đồng, thì là vào khoảng là 4.300 đô khoảng đó thưa quý vị, để làm cái chi phí. Thì gia đình đâu có biết gì thì Linh Lan mới chuyển cái số tiền vô cho Hàng Thái Tú. Và đó là cái Facebook giả mạo tên Hàng Thái Tú chứ không phải là Hàng Thái Tú thật. Mà một cái chuyện mà nó lường gạt nó rất là hay, có nghĩa là Linh Lan vừa nói chuyện với lại Hàng Thái Tú ở bên Viber xong, thì một lát sau là nó nhắn tin bên cái Facebook là nó kêu chuyển tiền. Thì khi mà cô vợ nói là cho em nói chuyện với anh được không, thì nó giả Hàng Thái Tú, nó nói là anh đang lái xe. Thì cô vợ, tại vì mình phải nhờ cậy người ta mà, cho nên cô vợ cũng nói dạ em cảm ơn anh. Thì sau đó là cổ phải chuyển liền số tiền, tại vì thật sự là muốn cho mọi việc cho nhanh, tại cổ không có ngờ mà có cái trường hợp mà lừa gạt như vậy đó quý vị. Và vừa sau đó là Linh Lan chuyển liền 60 triệu đồng cho Hàng Thái Tú theo như lời yêu cầu của cái tên giả mạo này. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Đã mắt tan da bói rối mà những cái người mà họ từ cơ hội mà họ cướp tiền của người ta như vậy. Mình thấy những người đó chắc sống cũng không được tốt đâu. Thì Hàng Thái Tú cũng yêu cầu là cần phải có sự điều tra ở đây. Và Hồng Loan nghĩ là ở bên phía Việt Nam thì Lan phải yêu cầu bên chính quyền hỗ trợ điều tra vấn đề này. Những cái bọn xấu như vậy là phải trừng trị cho bằng được. Ví dụ như cái account đó thì bây giờ mình block cái account được không? Mình cái account mà vừa gửi tiền cho cái người này nè, rồi mình thì cũng account của nhà băng thôi. Bây giờ mình lên đúng nhà băng mình nói là cái account này là giả mạo, mình block cái account đó, mình khóa account đó, mình lấy tiền lại cũng có thể được. Thì mình không biết ở ở bên Việt Nam thì như thế nào ha, còn bên đây mình mà nhiều khi mình mua hàng mà bị người ta gạt mình hay gì đó thì mình có thể kêu nhà băng block cái số tiền đó lại, không có cho chuyển đi. Mong là làm được điều đó, bởi vì tội nghiệp quá. Bây giờ hai mẹ con thì con nhỏ xíu à, bây giờ em phải một mình em lo cho con mà gặp cái trường hợp bị gạt tiền như vậy nữa. Một số tiền đối với lại em Lan bây giờ đâu phải là nhỏ, phải không quý vị? Cũng cầu mong cho mọi chuyện êm đẹp và đưa cái tro cốt của Vân Ngôi Long về sớm với gia đình. Thì được biết là mọi việc cũng đã xong hết rồi, nhờ các bạn bè đồng nghiệp cũng như là gia đình của Long ở bên Mỹ hỗ trợ rất là nhiều để mà đưa được tro cốt của Long về Việt Nam. Hôm nay thì cũng thông báo đến quý vị một cái tin cáo phó nữa, đó là bác Lam Phương thì vào ngày mai là ngày Chủ nhật sẽ hoàng bác Lam Phương ở chùa Huệ Quang để cho mọi người có thể đến viếng. Thì lễ nhập quan là 3 tháng 1 ngày Chủ nhật lúc 11 giờ sáng, thăm viếng là từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều, và lễ cầu nguyện sẽ vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Lễ di quan vào ngày 4 tháng 1 lúc 1 giờ trưa và hỏa táng vào thứ hai ngày 4 tháng 1 lúc 2 giờ 35 phút. Chùa Huệ Quang này nó nằm ở đường Westminster với lại đường Euclid đó quý vị. Nếu mà quý vị đã ở đây thì biết. Còn nếu ai không biết thì là số 4918 đường Westminster Avenue Santa Ana 92703. Lộc với Long muốn gửi đến thông tin đến quý vị để mà ai viếng bác thì biết địa điểm mà đến. Cầu mong bác an nghỉ. Bác cũng lớn tuổi rồi, bây giờ bác ra đi thì bác cũng đã để lại rất là nhiều những cái tác phẩm tuyệt vời. Cảm ơn bác và cầu mong linh hồn bác yên nghỉ nơi chính suối. Đầu năm mình nói những chuyện buồn, xin lỗi quý vị. Tại vì mình cũng phải nhắc đến những cái chuyện mà đang xảy ra quý vị ha. Dạ, tại Hồng Loan, tại vì cái ngày viếng đã đến rồi mà mình thông báo, mình đợi qua vài ngày nữa thì nó sẽ muộn đi, mất đi. Nhiều khi nhiều quý khán giả cũng muốn biết cái này, và có những vị cũng ở gần nơi Bô Sa, hoặc là những vị ở gần ở San Luis cũng muốn đến viếng, thì Hồng Loan xin phép được thông báo nha quý vị nha. Nếu mà Hồng Loan có gì sai trong những cái ngày đầu năm thì quý vị bỏ qua cho ha. Tin Việt Nam quý vị, Sài Gòn thưởng Tết dương lịch cao nhất 990 triệu. Thưa quý vị,
Tiền thưởng Tết Nguyên Đán 2021 cao nhất ở Sài Gòn là hơn 1 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh. Tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất là 990 triệu thuộc về doanh nghiệp FDI ngành tài chính ngân hàng. Qua khảo sát, có 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng 140.000 lao động. Kết quả cho thấy mức lương thưởng Tết dương lịch và Tết Tân Sửu có giảm so với năm ngoái. Tiền thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là hơn 1 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh và 990 triệu một người cũng thuộc về doanh nghiệp FDI nhưng về ngành tài chính ngân hàng. Ở Việt Nam nhiều khi cái lương tiền thưởng họ gọi là lương tháng 13 đó quý vị, mà có nhiều công ty họ thưởng cao khủng khiếp luôn. Một người mà gần 1 tỷ đồng. Mà nhân viên bao nhiêu người? Cũng tùy. Có người theo chức vụ, ở trong công ty nữa. Hồng Loan nhớ hồi cách đây chắc cũng có 20 năm rồi, mà về cái ngành mà bưu chính viễn thông đó quý vị, mà một người được thưởng mấy trăm triệu. Trời ơi, mình thấy nhiều khủng khiếp luôn. Không biết lương họ làm một tháng bao nhiêu ha, mà thưởng quá trời. Không, một cái thưởng một cũng là một cái khích lệ và một cái hình thức là giữ chân cái người nhân viên họ làm việc lâu dài với công ty, thì cái đó một mình thấy cũng hay. Ở bên Mỹ thì không có được thưởng giữ gì đâu quý vị. Không có thưởng lương tháng 13 không, nhưng mà bên Mỹ thì Hồng Loan được biết là có những công ty mà mình làm việc thì họ chia ra hình như làm hai kỳ, thì khi mà công ty họ làm ăn khấm khá lên thì nhân viên cũng sẽ được một cái tiền bonus. Số tiền thưởng cũng khá lắm đó quý vị. Tùy theo mức lương và sự cống hiến của mỗi người. Những người mà làm việc cái chức vụ cao cấp thì họ cũng có thể là được hưởng cái phần trăm lợi nhuận của công ty nữa. Thì có đó một số ít thôi, nhưng mà đa số là không bằng Việt Nam được. Việt Nam mà quá nhiều ha. Giống như Hiếu này, Hiếu làm cho công ty thì cứ mỗi 6 tháng là họ có một cái xem lại xem công ty làm có lợi hay là không, và họ sẽ cho cái bonus. Thì lâu lâu Loan Lộc cũng được mời đi ăn nhà hàng bữa là tại vì Hiếu có bonus. Quý vị nhìn Hiếu là cũng biết rồi, người rất là giỏi, cho nên vô công ty làm thì cũng rất là được mọi người yêu mến, và boss thì cũng rất là thích tại vì Hiếu rất là nhiệt tình trong công việc. Rồi còn anh được lương không bà chủ? Lương gì? Lương thứ 13. Trời ơi, lương tháng 13 bữa mới cho cái bóp rồi còn muốn gì nữa, mày đặt đòi hỏi nữa. Đáng lẽ phải cho ngược lại tôi chưa thấy cho gì hết trơn, mày đặt đây đòi hỏi tôi. Đây là chủ Lộc đó quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian xem chương trình của Loan và Lộc. Xin chúc tất cả mọi người chúng ta một cái năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và những ai đã nhận được 600 đồng từ tài khoản của ngân hàng gửi đến cho mình đó thì... đến bấm nút like và chia sẻ với Lộc với Loan để mà mình chia vui với nhau nha quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.